Thế Tôn Diệu đức vô lượng Còn đức vi diệu Đức còn được gọi là năng lực Nên đức hiệu của Ngài Cũng là vô lượng Trong mọi danh hiệu Lại hàm chứa vô lượng đức Giống như phía trước nói đến 12 quan Nói về vô lượng giá Vô lượng thanh tịnh Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giá Mọi danh hiệu Hàm chữa trí huệ Đức tướng Đều là vô lượng nên trị danh Ngài sẽ chiếu cảm được vô lượng đớ Câu này rất quan trọng Triệu có nghĩa là chiếu cảm Chúng ta có cảm Phật Bồ Tát có ứng Niệm một câu Phật hiệu Công đức vô lượng vô biên Người niệm Phật như chúng ta không biết Niệm mười mấy năm Niệm hết một đời Dường như chẳng được được công đức gì Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân là do chúng ta Không hiểu gì về câu danh hiệu này Không hề biết Danh hiệu có đức năng vô cùng lớn Không hiểu được Chúng ta niệm Phật Cái tâm dùng để niệm danh hiệu này Là tâm tán loạn Niệm Phật tùy hứng Trong đó không có lòng chân thành Không có lòng cung kính Đương nhiên tâm chúng ta cũng chẳng có sự thanh tịnh cũng không bình đẳng, thậm chí ngay cả thập thiện tâm chúng ta cũng không có niệm có Phật hiệu niệm không hề sai, nhưng công đức chưa cảm được chỉ có hạn, chứ không phải vô lượng. Nếu chúng ta dùng chân tâm, chân tâm không có vọng niệm không có tạp niệm chúng ta dùng tâm chân thành dùng tâm thanh tịnh dùng tâm cung kính niệm có phật hiệu này sẽ hoàn toàn khác hẳn thật có cảm ứng Thầy Ngộ Hoàng Gửi tôi xem một bản tư liệu Một đứa bé 13 tuổi Niệm Phật vãng sanh Đứa trẻ này vướng phải căn bệnh nặng Cả nhà chẳng ai tin vào tôn giáo Bị bệnh nặng là bệnh ung thư di căn rồi bệnh viện nói với mọi người trong nhà đứa bé đó chỉ còn sống được một hai tháng lúc đó họ lại gặp được vài người bạn học phật khuyên họ hãy buông bỏ trị liệu đến đạo tràng ở rồi niệm phật cháu bé cũng đồng ý ở đó nghe kinh bộ kinh này giới thiệu Tây phương thế giới cực là chó nghe hiểu Càng nghe càng hoan hỷ Thật sự chịu ăn chay Cảm động cả cha mẹ Cả nhà đều học Phật Quả thật 60 ngày Bạn xem Từ lúc nghe được Phật phá, Rồi tin nhận làm theo Tổng cộng là 60 ngày Thật vậy, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn cháu đến thế giới cực lạc. Bệnh ung thư là căn bệnh rất thống khổ. Sau mấy ngày này, tuy trong người có bệnh, nhưng cháu bé không hề đau đớn. Bác sĩ bảo cháu uống thuốc giảm đau, cũng không còn cách nào khác, không thể không uống. Về sau không uống, không chích thuốc giảm đau. Sau mấy ngày này cháu không uống thuốc, cũng không chích thuốc. Nhưng mỗi ngày đều vui vẻ hoan hỷ Cùng với mọi người niệm Phật Thật sự niệm được a di đà Phật đến Vạn sanh rồi Đứa bé này rất thông minh Lúc ra đi Không để cho cha mẹ Chị gái Và một số anh chị em đến xem chỉ để bạn bè học phật giúp cháu trợ niệm cùng cháu niệm phật vì sao phải làm vậy vì sợ thấy mà sẽ động tâm vậy thì không thể bạn sanh được đây là cách làm vô cùng thông minh vạn xanh được một hai ngày người nhà đến thăm cháu lúc thấy cháu toàn thân đều mềm mại gương mặt như lúc còn sống Đứa bé này cũng là vì chúng ta thị hiện nói với chúng ta vãng sanh không khó. Chỉ cần dùng chân tâm. Đối với thế gian này không được có chút lưu luyến nào. Có mấy mày lưu luyến sẽ trở thành chướng ngại. Tuyệt đối không phải a di đà Phật không từ bi. Chúng ta phải biết a di đà Phật không lúc nào không có còn nơi nào không có Vì sao Ngài là Pháp Thần Pháp Thần ở khắp mọi nơi Chúng ta đều đang sống Trong Pháp Thần của A-di-đà Phật Làm gì có chuyện Ngài không hay biết gì Chỉ cần Bạn đầy đủ Những điều kiện này Phật liền hiện thân Điều kiện là gì? Là cảm Phật liền có ứng Điều kiện không đầy đủ Năng lượng cảm của các vị Không đến mớ Dù Phật đang ở trước mà Cũng không thể hiện được Thật sự Dùng chân tâm để cảm chuyện thế gian chỉ là hư vọng là vọng tâm cảm vọng tâm không cách gì cảm động được chân tâm chân tâm có thể ứng vọng tâm cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn Vì vậy nhất định phải hiểu Trì danh cảm được Vô lượng đớ Chữ triệu này có nghĩa là chiếu cảm Ba chữ đầu tiên trong danh hiệu Bạn kinh này là vô lượng thọ Dùng ba chữ ấy để thống nhí Những điều được giảng trong kinh Đề kinh dùng ba chữ này rất hay Phật Thích Ca Mâu Ni trong tiểu bổn kinh A Di Đà. Vì chúng ta giải thích chữ A Di Đà, A Di Đà có ý nghĩa gì? Phật nói rất đơn giản, nói ra hai ý nghĩa. Một là vô lượng quang, một là vô lượng thọ. Quang đại biểu cho trí huệ, thọ đại biểu cho thọ mạng. trí huệ cùng với thọ mạng là những thứ mà tất cả chúng sanh đều mong cầu vì thế phật bèn dụng hai điều này để thầu như tất cả sự vô lượng được nói đến Vô lượng thọ là thể của Pháp Thân Thường Trụ. Đây là thật, không phải giả. Thọ là thể của trí như như. Quang là tướng của trí như như. Từ trên thể mà nói Thì gọi là thọ Từ trên tướng mà nói Thì gọi là quang Vì vậy Dẫu tên kinh chỉ nói về thọ đớ Nhưng cũng ám chỉ Quang đớ Bởi vì Thể cùng với tướng Không thể tách rời nhau trí huệ thần thông đạo lực đều ở ngay trong thọ đều được hàm chứa trong thọ niệm phật một niệm phước sanh vô lượng lễ phật một lễ tội diệt hà sa a à, di đà phật liên đài chờ sẵn tây phương đời ai tỉnh mộng xả ly ta bà phát tâm niệm Phật di đà đến khi chú mạng di đà rước đi a à, di đà phật